Chúng tôi là Saint-Gobain, tập đoàn với bề dày lịch sử hơn 350 năm đến từ nước Pháp. Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp là những thành tố chính giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng ta. Chúng tôi tin rằng nguyên liệu cấu thành nên cuộc sống. Để tiếp lửa cho niềm tin ấy, chúng tôi đặt ra cho mình những sứ mệnh. Đây là sứ mệnh của Saint-Gobain tại Việt Nam, trở thành nhà cung cấp giải pháp giúp nâng tầm chất lượng không gian sống được ưa chuộng nhất Việt Nam. Saint-Gobain có 3 yếu tố nền tảng để tự tin hoàn thành sứ mệnh ấy, đó chính là không ngừng đầu tư mở rộng giải pháp, đồng bộ chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu và tinh thần sáng tạo. Bắt đầu từ năm 1991, với sự ra đời của thương hiệu danh tiếng về trần thạch cao Vĩnh Tường. Năm 2005, tấm thạch cao chất lượng Pháp Vĩnh Tường Gyprock có mặt tại Việt Nam. Đến năm 2009, mở rộng thêm các thương hiệu Palm, Norton, Brodan. Năm 2011, Weber, thương hiệu hàng đầu thế giới về keo dán gạch, keo chà ron và vữa chuyên dụng, gia nhập thị trường Việt Nam. Ra mắt tấm xi măng sợi siêu bền Duraflex, kỳ vọng mới của ngành xây dựng Việt Nam. Năm 2018, đưa vào triển khai hoạt động kinh doanh về ngành kính với Vetrotech và Eurocara. Năm 2020, Saint-Gobain chính thức giới thiệu giải pháp hàng đầu thế giới về cách nhiệt mang thương hiệu Isove. Không chỉ đầu tư mở rộng, chúng tôi cam kết sử dụng 100% nguồn lực để đồng bộ hóa chất lượng các sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu. Tương lai của nhân loại bắt nguồn từ hạ tầng hôm nay. Vậy nên hệ thống sản xuất của Saint-Gobain luôn được đầu tư theo công nghệ 4.0 từ châu Âu. Cả 7 nhà máy tại Việt Nam của Saint-Gobain đều áp dụng tiêu chuẩn WCM World Class Manufacturing để tự động hóa giám sát chất lượng một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi luôn quan tâm đến trách nhiệm bền vững lâu dài và sức khỏe con người. Đó chính là lý do các sản phẩm của Saint-Gobain luôn thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và toàn cầu như ASTM, TCVN, tiêu chuẩn châu Âu EN, Green Label và ISO. Một thế mạnh khác của Saint-Gobain chính là sự sáng tạo. Đây là nét văn hóa đặc trưng được tiếp nối bởi bao thế hệ nhân viên tập đoàn. 9 năm liên tiếp, Saint-Gobain được vinh danh trong top 100 tập đoàn sáng tạo toàn cầu. Môi trường sáng tạo không ngừng này đã khiến hơn 180.000 nhân viên tại Việt Nam và toàn cầu của tập đoàn tin tưởng tự hào với sản phẩm của công ty mình, thôi thúc chúng tôi làm nên điều kỳ diệu. Bạn có tin được không, khi cứ một trong 4 sản phẩm của Saint-Gobain đang kinh doanh đều chưa từng xuất hiện trên thị trường trước đó 5 năm. Chúng tôi khát khao, chúng tôi tự hào được sáng tạo để giữ ngôi vương trong mọi cuộc cạnh tranh, để mang đến những giải pháp chất lượng tại nơi chúng tôi hiện diện. Sứ mệnh của chúng tôi dựa trên các yếu tố căn bản, đó là không ngừng tập trung nghiên cứu các cái nhu cầu của khách hàng để đưa ra các cái giải pháp và sản phẩm phù hợp, đồng thời có nhiều sự khác biệt trong dịch vụ của mình. Với 7 nhà máy hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn chủ động trong nguồn cung ứng. Với gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam và rất là nhiều các cái giải pháp khác nhau, thì Saint-Gobain tự hào được đồng hành với chủ đầu tư trên hàng triệu các cái công trình từ Bắc chí Nam cho đến cả những cái hải đảo xa xôi, những cái tòa nhà mà cao nhất Việt Nam như là Keang Nam tại Hà Nội và tòa nhà 81 tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh, những biểu tượng quốc gia như là tòa nhà Quốc hội hay là cửa ngõ sân bay quốc tế Nội Bài. Ngành sản xuất xây dựng đang rất cần những nhóm vật liệu nhẹ, đa tính năng và hiệu suất cao để có thể thúc đẩy được cái xu hướng xây dựng nhanh và bền vững. Về phía người tiêu dùng thì luôn đòi hỏi sản phẩm chất lượng nhưng an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường. Ở Saint-Gobain, chúng tôi luôn chủ động đương đầu với thách thức. Vì với chúng tôi, thách thức luôn mang đến những cơ hội, mà Saint-Gobain thì luôn sẵn sàng với những cơ hội mới. Sứ mệnh đang chờ được chinh phục, rất nhiều thử thách đang đón đầu. Saint-Gobain vẫn sẽ không ngừng sáng tạo, không ngừng mở rộng để cho ra đời nhiều giải pháp vượt trội hơn nữa. Bởi vì đó là sứ mệnh của Saint-Gobain tại Việt Nam, trở thành nhà cung cấp giải pháp giúp nâng tầm chất lượng không gian sống được ưa chuộng nhất. Saint-Gobain.